nữ hướng đấu la song nữ chủ không chính phú thiết lập mới vương giao giao bỉ bỉ giao cùng từ văn ngọc bỉ bỉ ngọc bởi vì nửa đêm xé ép mà dẫn đến xuyên qua đấu la thế giới ta biết ta biết đánh ngã đường tam cứu vớt vũ hồn điện lỗ hổng lỗ hổng lớn cứu vớt hồn thú cân bằng quan hệ giữa võ hồn điện và các tông môn đế quốc khác thay đổi đường tam đối với động tác nhỏ của hai vị nữ chính đường hạo phải xử lý như thế nào ý thức được nguy hiểm và gian nan sau khi xuyên qua, hai vị nữ chính rốt cuộc có thể buông tha hay không? Đối với theo đuổi lý tưởng, hai người nên đối mặt như thế nào? Hai bên đều là người nhà sống cùng nhau nhiều năm, nên lựa chọn như thế nào đây? Một cái bình thường như phi yến, một cái quan mang như mặt trời. Hoan nghênh ý kiến thân thiện. Chương một Xé bức về xé bức, ngươi xuyên qua làm gì nha? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Ai còn không phải là một cái dầu cống ngầm vua màn ảnh đâu? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Danh tự này, thương thiên cùng đại địa đều không tiếp thụ được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Hoa wow lại không xử trị chính là nát vụn căn nát vụn tâm vũ hồn điện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Vùng đất mới, dây leo đầm lầy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Đấu la bất bình, đời này không cuối cùng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Hồn kỹ Chúng ta hồn kỹ là cái gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Ta nói đúng là, đừng nói có thể có kim thủ chỉ, kim ngón chân cũng có thể có. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Người tốt nha, Đường Tam Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Vi diệu quan hệ, đường Tam đệ nhất hồn hoàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét